Em chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thì em lại xử lý mấy con đài cho anh khách. Thì tình trạng anh có ghi ở đây các bác này. Con thứ nhất là con Nationa C53. Tình trạng máy trước radio AUX vẫn nghe một loa bình thường, một loa nghe nhỏ, cassette không hoạt động. Sau khi vệ sinh thì đấu nhầm nguồn, máy không hát, nguồn nóng. Em xem sửa lại cho anh hoạt động tất cả chức năng. Và con JVC PC37, trước vệ sinh hoạt động đài và AUX lúc được lúc không, mạch bị tậm tịt, băng không chạy. Sau vệ sinh thì lúc lên lúc không. Em sửa lại các chức năng. Con Soli 1000S có nguồn không hát. Sửa lại cho anh chủ yếu phần radio và cassette nếu có thể. Và hai cái loa vi tính thì xem cho anh một chiếc không hát, có nguồn nhưng không hát. Đấy là tổng thể của anh là 4 món. Thì con này thì hiện tại giờ là em lấy con Soli ra đầu tiên. Bên trong này thì hơi độc cọc tí, cửa băng này thì khả năng là gãy một cái lẫy hãm rồi. Tất cả những con này thì anh đã cũng đều tháo ra rồi. Con này bị mất ốc hay là sao đây, nên là anh cứ dám băng dính đây này. Rồi em sẽ xử lý con này trước. Mất nguồn không hát thì cũng không phải test nữa, tháo ra luôn. Tranh thủ giải quyết nhanh cho các bác. Lần này thì em cũng không còn nhiều hàng lắm, chắc chỉ còn cỡ hơn chục con thôi. Cũng cỡ 15 con gì đấy. À cỡ khoảng 20 con. Nếu tính tất chắc cỡ khoảng 20 con. Bác nào nhu cầu gửi sửa thì liên hệ nhé, để em sắp xếp công việc. Rồi em sẽ tiến hành tháo con này ra để làm luôn. Con này mạch xấu quá các bạn. Chắc anh ấy làm này. Con này mạch xấu, vỏ xấu. Đây là tình trạng là bị vỡ chân ốc hết này. Vỡ chân ốc hết nên là anh ấy hàn này. Anh ấy bắt cái kiểu ấy và anh hàn này. Mặt vỡ hết chân ốc này. Không biết em còn cái mặt, cái bộ vỏ lèo con này không. Để em kiểm tra sơ bộ phần máy này trước á. Nếu còn bộ vỏ lèo nữa thì em đóng cho bộ vỏ khác, chứ vỏ này xấu này. Xung quanh hai bên này anh ấy hàn cái ấy, hàn cái để giữ nó lại, nhưng mà nó xấu quá, chưa chết hết rồi. Thì em tháo mạch em kiểm tra trước. Con này sơ bộ là kiểm tra nó đang bị mất đấy này các bác này. IC đang mất, không tín hiệu cấp này. Không tín hiệu cấp về IC khuếch đại này. IC khuếch đại này. Đang mất tín hiệu cấp về IC khuếch đại này. Giờ em sẽ kiểm tra IC này trước xem mất nguồn hay mất cái gì. Bởi vì ở đây anh có làm mấy vấn đề ở đây. Nên là sẽ phải kiểm tra lại. Công suất thì con này thì ok. Riêng phần IC khuếch đại thì hiện tại giờ đang không có tín hiệu đầu vào. Em vừa đóng IC mới thôi. Có khả năng là anh ấy nghịch, anh làm nó ra nó bị ấy các bạn. Nó bị chết mất IC. Đấy, con này đang hàn này dài quá. Tí sẽ phải cắt đi để xử lý lại. Chân để dài này sẽ bị chập mạch nhé. Đấy, đứt mất con này rồi. Em vừa mới thay con IC khác thì đã lên một vế này. Đây đang FM. FM. Nói chung là rồi cái này, vấn đề này thì cái mạch này em sẽ xử lý lại cho mình cho nó ok, gọn gàng. Nhưng mà rồi em sẽ phải trao đổi, tư vấn cho anh một chút về cái vấn đề chơi đồ nhé. Bởi vì là thứ nhất là chắc mạch này khi mua nó còn đẹp, nhưng mà do anh cày nên nó bị xấu này. Và cái vấn đề vỏ đó là cái này sẽ tư vấn cho anh về góc độ chơi đồ. Bởi vì là nếu như thế này, những con máy như này thì gửi sửa sẽ rất tốn kém. Thì em có tìm được cái bộ vỏ trong còn ngon lành cho mình rồi, thì riêng em sẽ sửa con này lên một phần vỏ. Thì nếu mà con này hoạt động ok nhé, không vấn đề gì, thì phần vỏ em sẽ tặng anh cái bộ vỏ đó luôn. Sẽ tặng anh bộ vỏ. Lần trước em, hôm bữa trước em vứt đi mấy cái thanh lý đồng lát vứt đi. Nên em sẽ tặng anh bộ vỏ khác, nó lành lặn hơn, có thể mặt xấu hơn một tí,
nhưng mà nó lành nặn hơn, ốc ác nó còn ok. Đấy, con này thì em sẽ cắm cái vế bên kia, em kiểm tra tiếp con này về vấn đề này, vấn đề xem là nó tình trạng lõi không. Một vế tiếp thì tịt các bạn, nỗi ở cần đi quay này. Ở bọn ấy quay nó cần đi quay này nó dễ hỏng lắm, không có tín hiệu gì luôn, nỗi gần đi qua này. Đâu xe con này sẽ phải đi xử lý lại mạch trước quá, mạch lát quá. Ngay chân này xử lý lại đứt hết các bạn. Đấy. Chưa chết rồi này đứt hết này. Cách xa quá đó. Rồi nhà ra để làm lại cái đường ấy này. Làm lại cái phần chân vào này. Chưa chết này nó cũng chạm rồi nó cũng hỏng hết. Nó bị chạm chập nó sẽ hỏng các bác nhé. Con này sau khi mà xử lý lại cái vỉ quai, hàn lại dây và thay một cái chân mình luôn. Chân này nó cũng toe toét hết ra rồi. Cái này là cái cần gạt to nhỏ nhé. Thì âm thanh đã lên, nhưng mà nó có một vấn đề nữa ở đây, nó đang lệch loa các bác. Một loa vế nghe bé, một loa vế to này. Đây em đang đẩy lên này. Đấy, cái vế kia nghe là bé tí này. Đây, một vế đang bé nhá. Cái vế này thì em sẽ xử lý cái vế đấy. Nói chung là đụng đến cái thằng dòng Soli 1000S dở ra này thì rất là mệt đấy các bạn. Sẽ xử lý cái lốt cái phần lệch vế này, xong nó em sẽ dọn thử dọn cái phần cơ để em phát thử xem nào nhá. Con này với cả cái con này của anh, cái phần nguồn anh không bắt một con ốc nào luôn đúng không ạ? Rất là may là không bị văng ốc ra, nó phá vỡ mạch. Con này hai loa đã lên đều này. Đấy, tách vế một cái loa nghe nhỏ này. Đấy, hai loa đã lên này. Hơi lệch một tí xíu, cái này tí sẽ điều chỉnh lại nhé. Tần số AM này. AM hiện tại con này đang mất nhé. Đây. Sờ vào tín hiệu này là mất sạch luôn đấy. Mất luôn, không có cái gì luôn. Chỉ có cái gì tịch thôi con này. Bên này đấy em rồi. Mất các bạn. Đây, AM nó nằm ở tần số này nhé. Không có tín hiệu gì quá. Này để phải đóng IC đó. Đóng IC công suất. À, đóng lại IC AM các bạn. Để em tìm IC xem. À, thay IC AM nó có này các bạn này. Bởi vì sao em chia sẻ các bác nhé. Đây để em giảm nhỏ volume xuống. Khi ấy, mà các bác làm quen rồi thì các bác không cần phải đo, tất cả các bác sờ tay hết nhé. Bởi vì sao, khi em đã sờ tay ở cái cụm của phần AM đây mà không có một tí tín hiệu nào, mà chỉ có một tín hiệu gọi là cái tay mình nó chạm vào nó mát mát thôi, thì là đương nhiên là nó con IC chết. Đây con cũ của mình này là đang bị chết mất một kênh AM này. Đây em tăng volume lên, em sẽ xử lý ok thì rồi em sẽ xử lý lại các cái đường đường mạch cho mình, sau đó em sẽ vệ sinh lại mạch cho nhé.
khẳng định là cái hai em này bảo lưu trật tự công cộng được hiểu là pháp luật okay, nước ngoài sẽ không được áp dụng dù được quy phạm xung đột từ trước tới, nếu việc áp dụng dẫn tới hậu quả trái với những nguyên tắc cơ bản của chế độ xã hội, phong tục tốt đẹp và pháp luật của nước sở tại. À, con này xong ra sẽ tự quy định riêng về trật tự công cộng. Anh em đã có rồi. Kinh tế, ta sẽ kiểm tra lại một chút khi thoảng đang bị chập chờn một kênh. Bảo lưu trật tự công cộng không phải là gạt bỏ áp dụng toàn bộ hệ thống pháp luật nước ngoài được quy phạm xung đột dẫn chiếu tới. Khi thoảng đang bị chập chờn một kênh. Vẫn bị thỉnh thoảng chập chờn một kênh nhé các bạn. Rồi cái này em sẽ kiểm tra lại sau.